Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, nhiều năm nay đối với Việt Nam, các thế lực xấu thù địch liên tục triển khai các hoạt động truyền bá gieo rắc thông tin sai trái xuyên tạc vấn đề dân chủ nhân quyền. Họ khai thác trên biên độ rất rộng từ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận đến các chính sách của nhà nước thực thi pháp luật. Để thực hiện mưu đồ, họ lập nhiều tổ chức nhân danh dân chủ nhân quyền, trong đó cá biệt là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS thành lập năm 1980, có trụ sở chính tại bang Virginia, Hoa Kỳ, hiện nay do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu. Và để cùng nhận diện những âm mưu thủ đoạn của chúng, chương trình ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với vị khách mời là Đại tá Tiến sĩ Đinh Quốc Triệu, chủ nhiệm khoa chủ nghĩa xã hội khoa học trường sĩ quan chính trị. Và trước tiên, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, xin trân trọng kính mời đồng chí cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi clip sau. Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã biết tới Nguyễn Đình Thắng và tổ chức có tên Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS, chủ yếu vì có hành vi lừa đảo. Từ năm 1999 đến năm 2005, Nguyễn Đình Thắng, Ngô Thị Hiền cùng một số đối tượng khác tổ chức nhiều đợt vận động cộng đồng người Việt ở nước ngoài quyên tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt trong nước, mà thực chất là bị bợ. Về âm mưu thì tìm cách mở rộng mạng lưới, tìm chọn đầu mối, huấn luyện, đào tạo, kết nạp thành viên cho Việt Tân nhằm tập hợp lực lượng, hình thành công khai tổ chức chính trị đối lập trong nước. Bị phát giác, Thắng và Hiền đã tìm mọi cách che đậy và đe dọa người tố cáo. Ông Hoài Thanh, bút danh Vân Nam, chủ bút báo Đại chúng phát hành trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, đã viết 22 bài tố cáo lên án Thắng và Hiền. Ông Lê Văn Bảo là cựu sĩ quan quân đội Sài Gòn, đã nhiều lần livestream vạch trần bản chất phản động lừa bịp của Thắng và PPSOS. Nguyễn Đình Thắng và Ủy ban Cứu Người Vượt Biển phải hầu tòa nhiều lần và lần nào cũng bị thua kiện, buộc phải bồi thường thiệt hại vì tội phỉ báng. Các thế lực thù địch ở bên ngoài, nó muốn liên kết, muốn tập hợp lực lượng để làm sao mà phát triển thành một cái lực lượng đối trọng ở trong nước. Nhưng mà không phải dễ dàng gì chúng nó làm được điều đó. Thực ra cái số này cũng chủ yếu hô hào ở trên mạng. Cái số trong nước thì nhận tiền của nước ngoài để mà hoạt động vì tiền cũng có. Rồi tranh giành nhau ăn bớt phần của nhau. Vì thế chính trong họ cũng có những cái mâu thuẫn, mà qua những cái vụ mà chúng ta đã phát hiện, xử lý, bắt giữ thì thấy rất 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 rõ điều đó. Với bản chất chống cộng và là kẻ chủ mưu trong nhiều hoạt động chống phá Việt Nam, Nguyễn Đình Thắng luôn cấu kết với các mục sư ở nước ngoài và các tổ chức nối dài của Việt Tân, tìm cách lợi dụng quan điểm chính sách của Mỹ với Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, triệt để khai thác các vấn đề bức xúc ở trong nước để tìm kiếm tài trợ, khuếch trương thành thế, đánh bóng tên tuổi và trục lợi cá nhân. Vâng, thưa đồng chí, qua phóng sự vừa rồi thì phần nào chúng ta cũng nhìn nhận ra được bản chất của cái gọi là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu. Vậy Nguyễn Đình Thắng là ai và hành tung của nhân vật này như thế nào, thưa đồng chí? Qua nhiều cái nguồn tin thì tôi được biết Nguyễn Đình Thắng sinh năm 1944, quê gốc ở Ninh Bình. Sau năm 1954 thì nhân vật này cùng với gia đình đã di cư vào Nam. Và sau năm 1975 thì nhân vật này đã vượt biên sang Philippines và định cư tại Mỹ. Đối với người Mỹ gốc Việt và một số người trong chính phủ và quốc hội Mỹ thì Nguyễn Đình Thắng là cái tên không xa lạ. Thời gian gần đây nhân vật này nổi lên không phải là có cái uy tín về mặt chính trị và cũng không phải là có những thành tích trong cái hoạt động kinh doanh, nghiên cứu khoa học, mà nổi lên với cái thành tích chống cộng một cách điên cuồng. Sau khi vượt biên sang Mỹ năm 1978, thì nhân vật này đã lần lượt tham gia các cái tổ chức như là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, Ủy ban Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam, thế rồi tổ chức là Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới tại Châu Á, và trở thành cái kẻ có vai trò cầm đầu. Thời gian qua thì nhân vật này liên tục tiến hành các cái hoạt động chống phá cái quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, thế rồi và cái sự ổn định chính trị ở Việt Nam. Thế thì y đã lợi dụng cái danh nghĩa là hoạt động từ thiện, nhân đạo và cứu trợ người tị nạn. Nguyễn Đình Thắng đã sử dụng các cái nguồn tài trợ
vào các hoạt động tập hợp lực lượng để kích động rồi là phá hoại cái chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Vâng, vậy thưa đồng chí, thực chất của cái gọi là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển này là gì ạ? Dưới cái lớp vỏ bọc là một tổ chức phi chính phủ hoạt động cho cái dân chủ tự do ở Việt Nam. Nhưng xét về thực chất và bản chất của nó thì tổ chức này là một tổ chức phản động lưu vong trá hình và luôn tìm mọi cách để chống phá Việt Nam. Cái tổ chức cứu người vượt biển thì đã liên kết với cái tổ chức khủng bố Việt Tân của Đỗ Hoàng Điểm. Thế rồi tài trợ cái tài chính cho một số người vi phạm cái pháp luật Việt Nam. Và cái tổ chức này còn liên kết với Quỹ Người Thượng, một tổ chức có cái khuynh hướng khủng bố của Cơ Sao Cước để kích động vượt biên xin tị nạn tại Mỹ và kích động lôi kéo người thượng tại Mỹ biểu tình chống chính phủ Việt Nam. Mặt khác thì để thể hiện cái đẳng cấp của mình hơn các tổ chức khác thì tổ chức cứu người vượt biển đã tăng cường cái hoạt động lôi kéo những cái đối tượng chống đối cực đoan tôn giáo ở trong nước để đưa ra nước ngoài và tổ chức huấn luyện các cái lớp học như điều hành tổ chức xã hội dân sự, rồi khóa huấn luyện cho các tôn giáo để báo cáo với Liên Hợp Quốc, hoặc là tổ chức huấn luyện trực tiếp thông qua mạng Internet. Vâng, thưa đồng chí, vậy gần đây thì những thủ đoạn mới của chúng như thế nào ạ? Thì gần đây những cái thủ đoạn mới của chúng là triệt để khai thác những cái điểm còn khác biệt trong vấn đề tôn giáo, dân chủ và nhân quyền để trắng trợn vu cáo Việt Nam trên các cái diễn đàn quốc tế. Và mới đây nhất thì tại cái khóa 40 của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc thì Nguyễn Đình Thắng đã vu cáo cho rằng là Việt Nam sách nhiễu hàng chục ngàn người Hơ Mông và người Thượng. Thế lợi dụng cái sự phát triển của Internet thì gần đây Nguyễn Đình Thắng đã liên tục phát động cái chiến dịch là ký thư thỉnh nguyện trên cái diễn đàn World The People thuộc cái website của Nhà Trắng để kêu gọi chính phủ Mỹ gây sức ép đối với Việt Nam để đòi Việt Nam thả cái tự do cho tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm. Bằng nhiều cái thủ đoạn khác nhau thì Nguyễn Đình Thắng đã lấy được một số chữ ký cần thiết, nhưng cái kết quả nó không mang lại như cái mong muốn. Thưa quý khán giả và các đồng chí, nhân quyền và bảo vệ nhân quyền đã trở thành vấn đề chung của nhân loại, là câu chuyện được quan tâm hàng đầu ở hầu hết các quốc gia dân tộc. Những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ và thực thi quyền con người, tôn trọng nhân quyền trong suốt những năm qua là không thể phủ nhận, cho dù các thế lực thù địch có cố tình bóp méo, vu khống hay nhẹ hơn là không muốn công nhận. Trong tổng số 120 điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, có tới 36 điều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hệ thống pháp luật Việt Nam cũng được điều chỉnh theo hướng vì con người, bảo vệ cao nhất các quyền con người. Việt Nam đã tham gia 7 trên 9 điều ước quốc tế về quyền con người cơ bản, và gần đây là điều chỉnh trong Bộ luật Hình sự, Luật Dân sự và nhiều luật khác cũng là những bước tiến lớn trong việc đảm bảo nhân quyền. Dưới góc độ nghiên cứu là có những cái sự khác nhau về quan điểm, nhìn nhận cũng như là có những cái động cơ chính trị. Và bên cạnh đấy là có những cái thế lực thù địch là luôn luôn là không thừa nhận những cái thành tựu về quyền con người Việt Nam, mà ngược lại là họ luôn luôn là tìm những cái còn thiếu sót, những cái hạn chế trong cái quá trình thực hiện quyền con người để họ xem đó như là một cái liên quan đến cái hệ thống hay là cái quan điểm, cái chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Cùng với quá trình đổi mới của đất nước, đời sống tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam đã có nhiều đổi thay và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ngày càng được đảm bảo hơn và tốt đẹp hơn. Theo con số thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện nay 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng. Đời sống sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam rất phong phú, với hơn 8.000 lễ hội tín ngưỡng, thể hiện một niềm tin có hệ thống mà con người tin vào thế giới bình yên, đồng thời khẳng định giá trị của cuộc sống bền vững. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với cái tín ngưỡng nói chung và đặc biệt là đối với tôn giáo nói riêng, nhà nước cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam để mà làm các cái công tác Phật sự để tốt đời đẹp đạo.
cùng với tự do tín ngưỡng, tôn giáo, những quyền cơ bản như quyền sống của con người luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước. Năm qua, tỷ lệ đói nghèo ở các huyện nghèo cả nước tiếp tục giảm khoảng 5% so với năm trước đó. Những nỗ lực của Việt Nam về quyền con người là không thể phủ nhận. Vâng, phóng sự vừa rồi thì cho thấy những tiến bộ về việc đảm bảo các quyền con người ở Việt Nam là không thể phủ nhận. Tuy nhiên đâu đó thì vẫn có những tiếng nói lạc lõng, cố tình xuyên tạc, bóp méo và không muốn công nhận. Vậy thưa đồng chí có thể lý giải như thế nào về những thủ đoạn này ạ? Thì một trong những cái thủ đoạn mà các cái thế lực thù địch ấy, nó thường xuyên sử dụng để gì? Vu cáo bịa đặt đấy, về vấn đề dân chủ, nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam. Bằng cách là chúng cắt xén những cái văn bản chính thức đấy, của nhà nước Việt Nam, của Liên Hợp Quốc, rồi dựa vào đó để vu khống và bịa đặt và cho rằng là Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm những cái cam kết về dân chủ và nhân quyền đã được ký kết. Đấy. Ví dụ, như họ cho rằng là Hiến pháp Việt Nam đấy, cho phép là tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do hội họp. Đấy. Và từ đó họ lấy đó làm cơ sở để thực hiện những cái hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Đấy. Thế thì về việc này, tại cái điều 25 đấy, của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thì có khẳng định đấy, là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, rồi tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình. Đấy. Và việc thực hiện các cái quyền này là do pháp luật nó quy định. Đấy. Tức là những cái quyền này phải được thực hiện trong cái khuôn khổ của pháp luật. Thứ hai là họ cố tình biến cái tuyên ngôn nhân quyền thành luật pháp quốc tế. Trong khi những cái văn bản này thì chỉ cái mang tính khuyến nghị và khuyến khích các cái quốc gia là phấn đấu để đạt tới. Và đây có thể là những cái cam kết mang tính chính trị đạo đức hơn là sự ràng buộc về mặt chính trị và pháp luật. Cái thứ ba là các cái thế lực xấu và thù địch, họ coi cái công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị là cơ sở để thực hành cái tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do hội họp không hạn chế. Trong khi đó, về tự do tín ngưỡng và tôn giáo thì cái khoản 3 của điều 38 công ước quốc tế khẳng định là quyền tự do bày tỏ tôn giáo và tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật. Và những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc các quyền và tự do cơ bản của người khác. Vâng, như vậy thì mục đích của họ là gì thưa đồng chí? Các thế lực thù địch nó xuyên tạc, nó bóp méo cái tình hình cái dân chủ, nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam. Và đặc biệt là thông qua đó chúng còn ca ngợi, tán dương và cổ suý cho cái giá trị dân chủ của phương Tây, của Mỹ. Thế từ đó thì nó gây lên những cái tác hại ảnh hưởng cho cái việc khẳng định cái vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Và đặc biệt là trong quan hệ song phương với Mỹ thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái mối quan hệ này giữa Việt Nam với Mỹ. Thế và suy cho cùng thì mục đích của các cái thế lực thù địch lợi dụng cái vấn đề dân chủ này, nhân quyền này, vấn đề tự do tín ngưỡng và tôn giáo để gì, để hạ thấp và tiến tới xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dần dần lái Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản phương Tây. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí đại tá tiến sĩ Đinh Quốc Triệu. Thưa quý khán giả và các đồng chí, chắc chắn rằng trong tình hình hiện nay, việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền vẫn là chiêu bài được các thế lực bên ngoài triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định, can thiệp sâu vào nội bộ của ta. Nhưng dù có cố tình phủ nhận, biện đặt, vu cáo xuyên tạc đến đâu thì cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do, dân chủ, nhân quyền. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất quán trong hệ thống quan điểm đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp pháp luật của nhà nước và thực tiễn hoạt động tự do dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Chương trình Nhận diện sự thật tuần này xin dừng lại tại đây. Để xem lại chương trình, mời quý khán giả và các đồng chí truy cập vào trang thông tin điện tử www.qpvn.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.